Bộ đồ lót đắt đỏ được giới thiệu lần đầu tiên hôm 11 tháng 1 năm 2014 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Tác phẩm nghệ thuật đồ lót được làm từ 3kg vàng 24K. Các họa tiết trên chiếc áo lót và quần lót hết sức cầu kỳ và tinh xảo, được 5 thợ kim hoàn có kinh nghiệm mày mò chế tác trong suốt nửa năm. Trong buổi giới thiệu bộ đồ lót 17 tỷ, tiệm vàng còn thuê thêm 2 người mẫu giới thiệu các sản phẩm bằng vàng khác như vòng cổ, giày và thỏ. Đúng như mục đích của chủ tiệm, bộ đồ lót hai mảnh bằng vàng đã thu hút hàng nghìn người tới cửa hàng để chiêm ngưỡng và chụp ảnh. Thậm chí nhờ đó tên tuổi cửa hàng cũng được nhiều người biết đến hơn, doanh thu của cửa hàng cũng theo đó mà tăng lên. Đây không phải là trang phục đầu tiên làm bằng vàng. Trước đó, một thợ kim hoàn người Thổ Nhĩ Kỳ đã chế tác một chiếc váy bằng vàng với giá trị 85.000 bảng Anh. Chiếc váy do Ahmed Atakan làm thủ công từ 78.000 mảnh vàng.